nhau, nó có cái vai trò khác nhau ha. Và xin thưa cái chánh niệm tỉnh giác không phải là mục tiêu, nó là công cụ. Nó là công cụ để khắc phục tham ưu ở đời. Nó giống như con dao là công cụ để chặt rau. Hoặc là hoặc là cái nồi cơm là công cụ để nấu cơm cho nên đương nhiên nó không phải là mục đích, nó không phải là mục tiêu và làm sao dùng chánh niệm tỉnh giác để khắc phục thâm ưu thì quý vị thực hành đi quý vị biết nếu như quý vị hỏi nếu có ai đó hỏi quý vị đó à, làm sao để dùng cái nồi cơm nấu cơm à, hoặc là làm sao để ăn mà được no ăn thì làm sao để được no thì quý vị chỉ đơn giản đừng ăn tầm bậy thôi ăn cơm cũng no ăn phở cũng no ăn mì cũng no ăn cháo cũng no miễn sao mày nhét đồ ăn vô bụng thì mày no đấy cho nên cái chuyện mà làm sao để dùng chánh niệm tỉnh giác để khắc phục tham ưu của đời thì làm ơn chánh niệm tỉnh giác đi thì tự nhiên nó sẽ khắc phục được tham ưu ở đời hmm.